người vận dụng khi còn cách xa một người đối tượng. Các đồng chí đã quan sát các bộ chiến sĩ sử dụng lượng khúc vỏ thuốc khắc phục vượt qua sở cả đối trận. Đây là những vật liệu mà chúng tôi tìm được và được người mình bắt qua chống trả có nhiều bằng chè lớn chạy tốt cao hơn từ đến mọi đối tượng dễ tìm thấy. Các đồng chí đang quan sát các bộ chiến sĩ sử dụng các động tác kỹ thuật vượt qua tường 2m để nhanh chóng vượt qua vượt đảo. Hai chiến sĩ nhanh chóng vận động áp sát chân tường, đồng thời dùng chính cơ thể của mình phối hợp làm giá để cho số cán bộ chiến sĩ còn lại vượt qua. Với một chiếc xào bọc tre, một sợi dây rừng hay những thang gỗ nhỏ bé, người chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm cũng có thể bí mật nhẹ nhàng vượt qua những vật cản tượng trưng cho những tòa nhà cao tầng, những ngọn núi phức tạp với khe sâu, đường thẳng nguy hiểm. Bên cạnh những động tác kỹ thuật là các động tác bắn. Mục tiêu số 3, lực lượng chiến công vị trí quan trọng.